Trên trang web có liên kết sau Buddhist View Other Religion. Theo trang web này, Phật giáo không bao giờ tuyên bố sự thống nhất của các tôn giáo khác nhau. Kinh điển Pali đầy những câu chuyện kể về những thầy không phải là Phật tử tuyên bố sẽ đạt được Niết Bàn, trong khi thực tế họ tái sinh ở cõi trời cao hơn. Giải thoát khỏi luân hồi là không thể thông qua bất kỳ tôn giáo nào khác ngoài đạo Phật, vì tôn giáo khác tốt nhất có thể dẫn đến một sự tái sinh tốt hơn. Làm người hoặc làm trời chỉ có đạo Phật đưa đến Niết Bàn. Theo tôi, điều này không đúng, vì Đức Phật không bao giờ phân biệt đối xử với các tôn giáo khác. Ngài cũng dạy bất bạo động và từ bi với chúng sinh khác. Hơn nữa, trước Đức Phật, các vị Phật độc giác cũng có thể đạt được Niết Bàn mà không cần giáo lý của Đức Phật. Rồi. Tôi nói có đúng không, xin hãy soi sáng. Rồi. Cái vấn đề là quý vị hiểu nhầm. Một vị độc giác chỉ có thể xuất hiện ở thời kỳ không có một vị chánh đẳng giác. Nhớ dùm sư nghe, tức là sự chứng đắc đạo quả đạt đến Niết Bàn chỉ có nói như thế nào, nếu như mà vào thời kỳ không có chánh pháp thì chỉ có các vị Phật độc giác mới có khả năng chứng đắc đạo và quả mà không cần một vị chánh đẳng giác. Còn trong thời kỳ có vị chánh đẳng giác thì không có Phật độc giác xuất hiện. Cho nên á, thời nay đang trong thời kỳ có giáo pháp của một vị chánh đẳng giác thì sẽ không có vị Phật độc giác. Điều đó có nghĩa là không có một chúng sinh nào có khả năng giác ngộ mà không thực hành con đường đi đến sự giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dẫn. Chúng ta đừng có nhầm lẫn ha. Những chúng sinh khác, tức là không theo Phật giáo, khi tức là họ không ý thức được cái không theo Phật giáo của sư nói ở đây là họ không ý thức được cái người mà họ đối diện là ai, chứ sư không nói là họ không thực hành theo phương pháp Phật giáo nha. Sư chỉ nói là họ không ý thức được cái người mà họ đối diện là ai. Ví dụ như một nhà vua, tôi không nhớ một nhà vua hay một chàng thanh niên ở trong kinh tạng là vị này tự nhận mình là đệ tử của Phật, tự mình đắp y xuất gia và đi tìm Đức Thế Tôn. Thì hình như kinh này kinh Lò Gốm. Khi mà vị này đến tá túc ở một lò gốm thì tá túc là có Đức Thế Tôn ở đó, mà vị này không biết mặt, cho nên vị này không biết Ngài là Phật. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới hỏi vị này là ông là ai, ông đi với mục đích gì. Thì vị này mới nói là tôi xuất gia đến với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn nó nghĩ trong tâm là người này á muốn xuất gia nơi giáo pháp của ta, vậy thì ta hãy hướng dẫn cho người ấy. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới hướng dẫn Ngài thuyết pháp, và vị này nghe và sau đó thực hành theo. Sau đó vị này chứng đắc đạo quả. Và điều đặc biệt như thế này nè, ngay khi vị này chứng đắc đạo quả là vị này biết ngay lập tức trước mặt mình là ai, là biết ngay trước mặt mình là Đức Thế Tôn. Lúc đó là không nghi ngờ gì cả. Cho nên sư giả sử nghe, thời nay thì có dòng thiền Quen Ca, sư ví dụ thôi, thì dòng thiền Quen Ca có cái đặc trưng là bất kể tôn giáo nào đều có thể thực hành thiền Vipassana. Dù anh có theo Chúa hay anh theo chùa thì anh đều có thể thực hành Vipassana. Tuy nhiên, nhớ dùm một chuyện, phương pháp thực hành của anh á, phương pháp thực hành của họ là phương pháp được Đức
Thế Tôn truyền lại, chứ đó không phải là một phương pháp khác mà họ chế ra. Nếu như họ thực hành một phương pháp khác họ chế ra thì chắc chắn không đi đến đạo và quả. Ở đây sư nói là họ không có đổi tôn giáo nha, họ không cải đạo, họ không thay đổi tôn giáo, mà họ vẫn thực hành phương pháp Vipassana. Sư giả sử nha, giả sử một người theo một thờ một đấng thần linh nào đó, họ thực hành đúng theo Vipassana, đúng theo tuần tự, chỉ là họ chưa quy y nơi Đức Thế Tôn thôi. Thì giây phút ngay tích tắc, nếu như họ chứng đắc đạo quả, nhớ là ở đây sư giả sử nha, là giả sử họ tu hành đúng, họ chứng đắc đạo quả, thì ngay lập tức họ biết thầy của họ là ai, chính là Đức Thế Tôn. Biết người cha lành của mình là Đức Thế Tôn, không còn một ai khác. Ngay tức khắc cái tôn giáo mà họ đang tôn thờ đó, họ biết rõ bản chất nó là gì, và họ biết từ giờ trở đi họ là đệ tử của một vị chánh đẳng giác. Cho nên là Đức Phật thì không bao giờ phân biệt đối xử với tôn giáo khác, nhưng phương pháp mà Ngài hướng dẫn là phương pháp duy nhất đi đến sự chứng đắc đạo quả. Nếu như anh không thực hành phương pháp đó thì anh không thể chứng đắc đạo quả được. Còn khi anh thực hành phương pháp đó thì dù anh có biết Ngài là Phật hay không thì anh vẫn sẽ chứng đắc đạo quả nếu thực hành đúng. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Đó là câu chuyện mà trong chánh tạng. Thì đây thì sư cung cấp thêm nguồn để cho quý vị hiểu rõ hơn. Quý vị trong cái câu hỏi này là, thì sư cũng nhấn mạnh một lần nữa đúng là Đức Phật là Ngài không bao giờ phân biệt đối xử với cái tôn giáo khác, hay là thậm chí Ngài cũng không có có nghĩa là Ngài không có chủ trương đệ tử như Ngài là bài xích thì họ những cái tôn giáo khác. Bởi vì sao? Bởi vì nếu quý vị có đọc kinh Sa Môn Quả thì quý vị mới hiểu một cái chi tiết rất là quan trọng như vậy, là cái sự kiện ông vua Ajatasattu, tức là vua Asa Thế, quý vị. Ông là một người mà nói chung là nghiên cứu về tâm linh đó, và các tôn giáo đó, rất là nhiều. Thì quý vị biết đó, vào thời trước thời Đức Phật nữa, không phải riêng Đức Phật nữa, có rất nhiều tôn giáo. Mà ở đây nếu mà chúng ta ngay thời đại chúng ta nè, mà chúng ta không hiểu được cái sự khác biệt giữa đạo Phật và những tôn giáo khác, chúng ta dễ đánh đồng. Quý vị biết đánh đồng gì không? Tại vì xưa hay nghe câu rồi nè, đạo nào cũng dạy người ta sống tốt, đạo nào cũng dạy người ta hướng thiện. Có nghĩa là câu này nó đúng, nhưng mà nó hoàn toàn không lại không đúng thưa quý vị. Nếu nó hoàn toàn đúng thì không, nó chỉ đúng ở một cái cạnh đó thôi. Nếu mà đạo nào cũng tốt như nhau, vậy thì cái ý nghĩa của mình một vị Phật toàn giác á, mà giác ngộ nó quá là bình thường. Thì quay lại bối cảnh đó, mà bài kinh Sa Môn Quả là như vậy thưa quý vị. Ông Bua Sà Thế trước khi mà ông đề gặp Đức Phật á, để ông thỉnh pháp, thì trước đó ông đã hỏi qua những cái tay giáo chủ mà nổi tiếng thời đó, đồ chúng nhiều nhất thời đó, và cái sự thực hành mà được nhiều người chấp nhận gọi là cái sự cao thượng đó thời đó. Nhưng mà khi mà ông gặp những ý kiến những cái tay chủ đó, ông hỏi là đại loại như là cái đường lối mà bây giờ tôi tu tập theo quý mấy ngày nè, thì cái lợi ích đó, quả báo đó, đem lại cho tôi
đem lại cái đời sống như vậy được cái gì à. Mà tạm gọi là cái đời sống mà xuất gia làm đạo sĩ này, làm sa môn như thế gì thì mấy ông đó, những cái ông đạo sĩ, những cái vị giáo chủ thưa quý vị, họ cứ thứ nhất đó là họ trở lại chung chung à. Thì cụ thể đây ví dụ một vài ông giáo chủ nè, ví dụ ông Cú Na Rá Cắt Bá thì theo tư tưởng là vô hành kiến không, thì cho rằng tất cả các hành động điều thiện hay bất thiện đều không thể thấy được bạn. Rồi ông Mắt Hai Lưới Vô Xa Lá thì theo tư tưởng vô nhân kiến, tức là không có thiết luân hồi chuyển hóa cho tất cả những hành động đều không có nhân có duyên. Rồi lại Achita Sa Cà Ba Lưới thì tư tưởng đoạn kiến, có nghĩa là chết là hết, không còn tồn tại nữa. Đâu, rồi ông vua sẽ thế để ý kiến cái giáo chủ sai sư trưởng thứ tư, đó là Bát Tính Thá Cách Cha Giana, có nghĩa là ông này tưởng chương là không xác minh cụ thể, giải bài những câu chuyện phi lý không hối với quan điểm mình sẽ là. Rồi ông anh thấy lại gặp ông giáo chủ Ni Cần Thá đó. Thì ông nói là muốn cái việc mà tu tập quả báo sa môn á, à, muốn được như vậy á thì phải được đó, phải đựng như sao nè, cấm không cho dùng cái nước lạnh này, phải dùng các thứ nước này, nhưng ống cớ dẫn như vậy thì mới là trong sạch, mới là thanh tịnh và đưa đến giải thoát đó, thì hiểu không? Chính vì như vậy ông vua hình thế cũng là người có trí thương, ông không có đồng ý. Thì khi mà ông lại ý kiến Đức Phật, ông thỉnh pháp với Đức Phật, thì Đức Phật nói đến 13 cái quả báo cao thượng khi mà sống dưới cái lời dạy của Thế Tôn đó. Thì 13 quả báo đó, quý vị muốn biết đó, thì quý vị chịu khó nha, chịu khó là mình có thể nghe nghe giảng giải kinh sa môn quả, hoặc là mình chánh tạng, hay mình xin hiểu 13 cái quả báo là gì để mình thấy sự khác biệt của một vị Phật toàn giác và cái giáo lý của Ngài. Tại vì mình không hiểu thì mình đánh đồng. Với có điều thứ hai á, lập sư muốn nhấn mạnh cho quý vị cái sự kiện rất là quan trọng là liên quan đến ông A Tư Đà. Quý vị biết ông A Tư Đà ổng là gì? Ổng là Đắc Bát Thiền Ngũ Thông à. Nhưng mà rồi sao ông khi mà ông thấy Bồ Tát đó, sanh ra đời, và ông biết chắc chắn đây là một tương lai, là một vị Phật toàn giác à, thì ông mới khóc. Nếu mà chúng ta đánh đồng là ơi, tôn giáo nào cũng như nhau, cũng sống tốt đúng không, cũng hiện thiện, cũng làm điều tốt, sanh về chỗ trời này nọ, thì cái khóc của ông Chỉ Tà đã đạo sĩ A Tư Đà đâu có ý nghĩa gì. Thật sự cái khóc ổng mang ý nghĩa rất là nhiều, giống như là bây giờ bản thân ổng á, là quý vị có hiểu là biết bao nhiêu năm ổng nghiên cứu cái vaccine, ví dụ cái vaccine mà để trị HIV đi, ổng không tài nào mà ổng điều chế ra được không. Và ổng cũng muốn cái vaccine đó để giúp được người ở nhiều người, nhưng mà ổng biết đó là cái người này, cái vị này nè, cái vị này trong tương lai nè lớn lên là cái người đủ năng lực để chế ra vaccine để cứu mọi người không. Mà ổng không nắm được công thức đó, cái gì ổng khóc là ổng khóc được, thì phải biết cái điều cao thượng kia. Cho nên đó, là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư muốn nhấn mạnh một lần nữa để mình phân định rõ giữa lời dạy của người Bạch Toàn Giác và những tôn giáo khác. Đúng là những tôn giáo khác cũng nói về cái sự giác ngộ, nhưng mà cái sự giác ngộ của Thế Tôn là vượt qua ngoài tam giới thôi. Còn những tôn giáo khác thì quý vị biết họ giác ngộ theo kiểu của họ, chỉ nói là giác ngộ của họ thôi nha. Đó. Mình thấy xác định ra rõ rồi. Trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư muốn nhấn mạnh lại cái việc là sống tốt. Nếu mà ai mà nói sống tốt, tôn giáo nào cũng chỉ người ta sống tốt với mình thiện á, thì mình phải hiểu cái tiêu chuẩn mà sống tốt theo lời giải Đức Thế Tôn á, trong chú giải, các nhà chú giải sư á, có nói là sao? Là nếu sống tốt á, là phải thực hành theo Bát Chánh Đạo, tức là tượng trưng cho giới định tuệ thưa quý vị, và tối thiểu phải hướng đến đạo quả hay là đạt tầng tuệ sinh diệt thưa quý vị, tức là tuệ thứ tư đó, đó mới được đúng nghĩa là mình sống tốt theo đúng tinh thần Phật dạy.
Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Kính thưa sư tử tượng, cái vấn đề của cái người đặt câu hỏi á, là ý họ là bây giờ có thể có một người nào á, là thực hành phương pháp nằm ngoài lời dạy của Đức Thế Tôn hay không? Thì đó, thì như hồi nãy là sư có phân tích, vị Phật độc giác tức là người không cần một vị chánh đẳng giác vẫn có thể chứng đắc đạo quả, chỉ xuất hiện trong thời kỳ không có chánh pháp thôi. Tức là hai đối tượng này là một vị Phật độc giác và một vị chánh đẳng giác, hai đối tượng này là không bao giờ gặp nhau. Cho nên là sự kiện đó là không thể xảy ra. Và các cái vấn đề phân tích sâu hơn thì quý sư đã chia sẻ với quý vị rồi, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.